Bạn có biết rằng dây thun mà bạn dùng để buộc đồ mỗi ngày được sản xuất như thế nào không? Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá dây thun mà bạn dùng để buộc đồ mỗi ngày này nhé. Đầu tiên, các công nhân cho các khối cao su vào máy nhào trộn, thêm dầu chế biến và một ít phẩm màu, sau đó trộn đều để tạo thành một hỗn hợp giống như bột não. Tiếp theo, cao su được đưa vào máy cán, nơi nó được cán nhiều lần và thêm một số chất hóa học để cải thiện độ đàn hồi. Sau khi được cán thành những tấm mỏng, công nhân nhồi cao su thành từng bó và cắt thành các đoạn nhỏ. Các đoạn này sau đó được chuyển đến máy định hình, nơi cao su được đun qua khuôn để tạo thành các ống rỗng. Máy đun sẽ bơm bột vào bên trong ống khi còn ấm để tránh việc các thành ống dính vào nhau. Khi được làm lạnh trong bể nước, các ống cao su sẽ co lại và xẹp thành dạng dẹt. Công nhân sẽ gỡ các ống cao su ra thành từng thanh có kích thước phù hợp và đẩy lượng bột còn lại ra ngoài. Tiếp theo, các ống này được đưa vào lò hơi để hấp chín. Quá trình hấp ở nhiệt độ cao giúp làm mềm cao su, khiến nó dai hơn và bền hơn. Sau khi hấp xong, công nhân tháo các ống cao su ra khỏi khuôn nhôm, rửa sạch trong nước và phơi khô. Khi các ống cao su đã khô hoàn toàn, chúng sẽ được cắt thành những vòng dây thun nhỏ với độ dày 1 mm. Cuối cùng, tại khu vực đóng gói, công nhân sẽ đổ các dây thun xuống đất để kiểm tra chất lượng. Những chiếc dây thun hoàn chỉnh sẽ được đóng gói và đưa ra thị trường.